Khi mà Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật có nói một cái là sắc tâm sanh diệt khôn lường, tứ đại ngũ quẩn là đường khổ không. Cái này là cái giác ngộ của Đức Phật. Đầu tiên Ngài thấy vậy đó. Tại con người mình đây nó có một cái là có cái thân này thì nó hành hạ cái tâm. Tại vì mình có cái thân thì cái gì trước mắt đó, là mình có một cái đói khát phải không? Rồi đó, bệnh hoạn ốm đau, rồi cái nghèo khổ, bị người khác xem thường, nó bao nhiêu những cái dồn lại cho mình á. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà cái trường hợp đó người ta khổ sở là vì có cái thân này đó, cho nên mới có những cái này. Nhưng mà cái người đó họ sống được với cái tâm, tức là họ thoát ly một cái phần về vật chất rồi, họ chưa phải là Phật. Giống như trường hợp Thánh Gandhi đó, thì cái trường hợp ông nói được một câu đó là người anh chỉ hành hạ được con chó của tôi chứ không hành hạ được tôi. Thành ra con chó của tôi là gì? Là cái thân. Còn tôi thiệt đó là cái tâm. Cho nên cái linh hồn của mình không ai hành hạ được hết. Trên bước đường tu đó, cái bước mở đầu của người tu mình đây đó, người Phật tử đó, thì Đức Phật dạy mình đó, làm sao mà thoát ly được cái thế giới vật chất này đó. Tức là không bị vật chất chi phối nữa. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà người Phật tử chúng ta phải thực tập. Tại vì mình có cái thân này đó, thì bây giờ đó người ta mới nhắm vô đây người ta chỉ trích. Chứ mình không có cái thân họ biết mình là cái gì đâu. Họ không biết cho nên không nói nữa. Ngài Huệ Tư Thiền Sư khi mà đắc đạo đó, thì Ngài mới nói đó, người ta chỉ chống phá cái nghiệp của tôi chứ người ta không chống phá được tôi. Là cái này là gì? Tức là cái tôi của Ngài đó là cái chân tâm. Cái chân tâm, cái chân ngã của Ngài đó, con người thật của mình đó, cái này không ai đụng vô được hết. Cái con người mà hoàn toàn trong sạch, không có tội lỗi gì hết đó, thì cái trường hợp này không ai nói gì được mình hết. Cho nên họ nói được mình đó, là vì mình còn có tội lỗi. Mà chính cái tội lỗi đó nó hiện lên trên cái thân này, nó hiện lên trên cuộc sống này. Cho nên cuộc sống này của mình á, là thường người ta nói là cuộc sống tội lỗi. Tức là có thân á, thì có khổ, mà có thân á, thì có lỗi. Vì vậy đó mà người ta bảo rằng á, cái khi nào đậy nắp quan tài rồi đó, thì hết lỗi không? Còn sống, còn thở được á, thì người ta cũng còn nói cách này, nói cái khác thôi. Mà đậy nắp quan tài lại thì thôi hết rồi, không nói nữa. Thì bây giờ đó, cái người tu hành của mình đây đó, mình chưa phát hiện được con người thật của mình đó. Thì bây giờ đó quý vị tập sao đó, thầy tập sống mà như người chết. Tức là mình có cảm giác như đậy nắp quan tài rồi, phải không? Tức là con người mình đó, mình sống nhưng mà mình không quan trọng cái cuộc sống này. Tại vì ở đây cái cuộc sống này là cái nghiệp của mình. Cho nên mình ôm cái nghiệp làm mình thì mình khổ. Tại cái nghiệp của mình sanh ra, cho nên bây giờ đó mình lùng xỉnh rồi, phải không? Thành ra người ta thấy mình, người ta nói thằng lùng, cái mình giận, phải không? Tại thiệt ra mình lùng mà, nhưng mà ai nói mình lùng mình đâu chịu. Đó là cái trường hợp đó, là cái này cái nghiệp. Cho nên Ngài Huệ Tư, Ngài tu, Ngài phát hiện ra được cái lùng này là cái nghiệp của mình. Cho nên họ chỉ trích cái thằng lùng chứ họ đâu chỉ trích mình. Mình đừng ôm thằng lùng làm mình thì cái trường hợp này mình không khổ về cái này. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cái thứ hai nữa đó, nó thấy mình nghèo quá nó khi dễ, phải không? Tại vì sao mình ôm cái nghèo đó làm mình chứ cho mình khổ? Tại Đức Phật dạy mình trên bước đường tu hành đó, cái con người thực của mình đó, nó không có giàu, không có nghèo. Thế nên không có giàu, không có nghèo chỗ này. Không có già và không có trẻ, không già, không trẻ, không giàu, không nghèo, không nam, không nữ, không có mấy này nữa. Những cái tướng đối đãi này không có, mà do nghiệp mới tạo nên. Do nghiệp mới tạo nên những cái tướng đối đãi này, thì cái tướng này là tướng nghiệp. Cho nên Ngài Huệ Tư, Ngài học Phật, Ngài mới phát hiện được cái này. Người ta chống cái nghiệp của tôi chứ người ta không có chống tôi. Cho nên mình đồng tình với cái chống của người khác thì cái trường hợp này mình không khổ.
Thành ra tất cả các Phật tử khi mình tu đó, mình tập cái này thôi. Nên cái lúc mà thầy mới đi tu đó, thầy phát hiện được cái điều này trước, cho nên thầy vẫn an lạc. Tại vì mình nghèo, nhưng mà họ xem thường mình nghèo thì thôi, mình coi như đây đúng, họ nói đúng. Cho nên nghèo á, thì cái trường hợp mình theo lời Đức Phật dạy sao? An phận nghèo quy củ tu hành, phải không? An phận nghèo quy củ tu hành, mình là nghèo thiệt, người ta nói mình nghèo đó thì tốt thôi. Nhưng mà an phận á, có nghĩa là sống với cái đồng tiền mình có. Mà thầy á, thầy nói là cái trường hợp đó, cái may mắn á, cho mình á, là mình được nghèo. Tại vì mình nghèo á, cho nên mình mới được an lạc, nghèo cho nên mình mới được giải thoát. Tại khi mà đi học á, còn trẻ đi học á, thì bây giờ tất cả những người bạn của thầy á, nó là giàu, con nhà giàu, cho nên á, tụi nó đều á, thiếu nợ hết á. Ta nói đứa con nhà giàu hầu hết là thiếu nợ, tại vì cha mẹ giàu cho nên á, có tiền bao nhiêu nó tiêu hết. Cha mẹ để dành tiền gửi qua bên đó để dành á, để sau này ở Việt Nam mà có gì lôi thôi á, thì chạy ra nước ngoài sống, thì lúc bây giờ nó xài mất hết rồi. Nó xài mất hết đi rồi á, nó học hành cũng không ra sao, tới cuối cùng á là nó lại mang bệnh. Ta nên mang bệnh rồi nó chết đi, phải không? Đây là con nhà giàu, cho nên thầy mới nói mình may mắn là mình không có tiền. Tại vì không có tiền cho nên mình không bị cái sự cám dỗ. Nó thấy mình nghèo nó có cám dỗ làm chi. Thành ra giàu á, nó là có cái phước. Nhưng mà chính cái chỗ này đó, người ta thấy mình có cái phước cho nên người ta muốn lấy cái phước này của mình. Cho nên các Phật tử nên nghiệm có một chút xíu trí tuệ thì sẽ thấy cái chỗ Đức Phật dạy. Tức họ muốn lấy cái phước của mình chứ. Chứ đâu họ lấy mình chi. Thành ra bây giờ đó, một cái cô gái mà thấy một cái cậu trai, phải không, có một cái mã bên ngoài đó, thì bây giờ cô mê cái mã của cậu này chứ đâu phải cô mê cái cậu này đâu. Nhưng mà cái mã này mất rồi đó thì coi chừng cô không mê nữa, phải không? Còn mấy cô gái cũng vậy. Mấy cô gái cũng vậy thôi. Tại mấy cậu trai mà mê đó thì cái trường hợp này nó là mê cái sắc của cô thôi chứ. Nhưng mà cái sắc này nó sẽ mất theo thời gian. Cho nên thầy có một cái người bạn thân, cái ông này mới nói với thầy thế này. Cái lúc mà ông mê một cái cô hàng xóm đó, tức là mê bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học luôn, biết không? Nhưng mà cái khi cưới được cổ về rồi đó, sao ông nhìn kỹ đâu, ông thấy cô này ông sợ quá. Đây là trường hợp. Thầy nghe cô kia mới nói với thầy, nó hồi cái lúc đó, mà anh chưa cưới con á, thì anh lại lục khóc lóc á, nếu không ưng thì anh chết đi, không? Mà giờ lấy ảnh về đó là ảnh bỏ anh thế này thế kia, không? Thì các Phật tử nghĩ, thầy nói cái lúc đó anh mê đó, anh mê chị là anh mê cái sắc, phải không? Nhưng bây giờ chị như thế này rồi thì chắc chắn anh không mê nữa rồi. Đây là cái sự thật. Cái con người thật của mình, cái này quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy mình là phải phát triển con người thật. Còn con người giả này đó, mình không cần. Cái con người giả bên ngoài mình không cần. Cho nên trên bước đường tu đó, quý vị nên phân biệt được cái nghiệp của mình ở trong đó, nó có cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác. Nếu mà cái ác nghiệp mình tạo nhiều đó, thì tất cả những cái tướng ác bên ngoài hiện ra. Cho nên lúc bây giờ họ ghét đó, họ chê, họ chửi mắng, thì tất cả cái này là họ đều nói cái nghiệp mình hết. Thế nên khi mà họ bầu một ông tổng thống lên thì cái này đó là họ kính nể chứ. Nhưng mà ông này đó tạo nên ác nghiệp hết phước rồi đó, thì lúc bây giờ đó họ cũng hạ xuống, phải không? Đây là cái điều mà quan trọng nhất đó, mình phải thấy giữa con người thực của mình và cái con người mà ảo ảnh bên ngoài. Thì bây giờ nếu mà trên bước đường tu đó, cái thấp nhất đó, là nhận ra được cái chỗ này, rồi cố mà tạo được con người thật của mình đó, con người tốt đi. Tạo con người thật của mình, con người tốt đó. Thì cái tốt này nó hiện ra lần lần đó. Thì người ta nhìn ta thấy con người tốt mình đó. Thì hôm trước có người ta ghét mình, mà hôm nay họ biết mình tốt, họ thương mình. Cho nên hôm trước đó, họ xem thường mình, mà hôm nay đó họ biết mình tốt cho nên họ kính trọng mình. Thành ra càng xem thường bao nhiêu
mà mình biết tu, mình thành đạt được rồi đó, thì người ta càng kính trọng mình bấy nhiêu. Đây là trên bước đường tu đó. Sợ nhất là gì? Sợ nhất là cái con người mình chỉ sống bề ngoài thôi, tức là cái giả, không? Cái thực không có. Mình chỉ lo sửa cái bề ngoài, nhưng bề trong mình nó tệ. Thì cái trường hợp này, tới chừng ta phát hiện được cái tệ mình ra, người ta sẽ tẩy chay mình đi. Cho nên ở trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thành ra không sợ ma. Nó nói xấu Phật, phải không? Nhưng mà ma nó nói xấu Phật á, nó cũng có nghĩa là quảng cáo cho Phật, phải không? Rồi á, sau này đó, thì ma đó, nó là cái người phải xưng tán Đức Phật. Đây cái chỗ này là Đức Phật dạy trong kinh Đại Bảo Tích, thấy nó. Thành ra ma nó nói xấu Đức Phật. Đức Phật nó không sợ nó nói xấu. Cho nên Đức Phật nói là tất cả đồ chúng mà tới với tôi đây đó, không phải là những người nghe tốt mà tới không đâu, phải không? Thành ra có những người nghe xấu, nghe ma nó quảng cáo đó, cho nên người ta tới người ta tìm người ta coi thử. Nhưng mà nhờ ma nó quảng cáo vậy mà người ta tới người ta tìm, người ta thấy được Đức Phật như vậy đó. Cho nên lúc bây giờ đó người ta bỏ, ta bỏ ma người ta theo Phật đi. Hay là thậm chí người ta bỏ ngoại đạo người ta theo Phật đó. Thế nên mấy ông ngoại đạo trong thời kỳ đó đó là coi như chống Đức Phật. Thế nên chống Đức Phật mà sau này đó, là quý vị nhìn kỹ thấy tất cả những người chống Phật đều theo Phật hết. Thế nên người chống Phật đầu tiên là ai biết không? Là ba anh em ông Ca Diếp. Thế nên ba anh em ông Ca Diếp á, là chống Phật đầu tiên. Lúc đó Ngài mới thành đạo thôi, Ngài mới 30 tuổi, Ngài còn trẻ lắm. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ba cái ông này đó là đã có một tu viện lớn và đã có đồ chúng đông, tức là có tới 1.000 người lận. Chúng xuất gia không có 1.000 người, còn cái đồ chúng tại gia còn là đông. Cái này không kể là bao nhiêu. Nhưng mà kể cả vua Tần Bà Sa La đó, ông vua trong nước đó, nó cũng phải kính nể ông này nữa. Tại sao vậy? Là vì đồ chúng ông ta đông quá. Cho nên chính là kính nể ông này, cúng dường cho ông này đó, thì được cái ông này ủng hộ và được đồ chúng ủng hộ. Cho nên cái khi người ta đồn ta nói Đức Phật thành Phật rồi, cho nên là ba ông này mới nổi giận lên, phải không? Nổi giận lên đó. Tại sao vậy? Nó cái trường hợp đó đó, mình tu cả đời mình chưa làm Phật, phải không? Còn bây giờ Cồ Đàm, Cồ Đàm tức Đức Phật á, mới đi tu 6 năm là Phật, làm sao chấp nhận được? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên á, khi mà cái tin đó nó loan tới chỗ Đức Phật á, nói là ba anh em Ca Diếp nó chống Đức Phật á, mà nói Đức Phật vậy đó, thì Đức Phật nói sao biết không? Nói ba ông đó là đệ tử của tôi đó. Thế nên các vị có nghĩ phải không? Ta nghe người mà chống Phật á, nhất á, thì cái người này sao hết lòng với Phật. Đây là điểm quan trọng. Tại họ chống là vì họ, họ không hiểu được con người thật của Đức Phật. Họ chỉ nhìn bề ngoài thôi. Tại bề ngoài là bây giờ thấy á, là Đức Phật á, có một mình với năm em Kiều Trần Như thôi, có 6 thầy trò thôi, chưa có Phật tử. Còn bây giờ ông có 1.000 đồ chúng xuất gia rồi, còn hàng vạn tín đồ. Đây hai cái này hoàn toàn khác nhau chứ. Nhưng bây giờ nói Đức Phật là nhất, làm sao ông chịu? Cho nên khi mà Đức Phật nghe nói như vậy thì Đức Phật nói là cái ông đó là đệ tử tôi đó, ba anh em ông đó là đệ tử tôi đó. Cho nên khi Đức Phật nói như vậy đó, thì ai cũng ngạc nhiên hết đó. Ba ông này là đang chống Đức Phật mà sao lại Đức Phật nói là đệ tử của Ngài? Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới bảo là thôi, tất cả các thầy đó, bây giờ đắc đạo rồi, thì bây giờ mỗi thầy đi một hướng mà giáo hóa chúng sanh. Còn tôi thì đi tới cái thôn Ưu Lầu Tần La Ca Diếp này, Ưu Lầu Tần La này, để giáo hóa ba anh em Ca Diếp này. Đó là ở trên cái thực mà chúng ta thấy đó.
Cho nên cái khi mà Đức Phật tới đó, tới cái tu viện ông này đó, thì bây giờ đó ông này nghĩ trong bụng sao? Sa môn Cồ Đàm tới số rồi phải không? Ta nên đi vô đây là cái chỗ mà người ta thờ rắn, người ta nuôi rắn hổ mang. Tất cả mọi người đều sợ cái khu rừng hết, không ai dám vô hết đó, là tại vì rắn. Cái ông này luyện rắn giỏi lắm. Cho nên ai vô đó mà lôi thôi đó, thì ông chỉ cần quýt sáo một cái là rắn hổ bò ra. Cho nên ông mới nghĩ là thôi, Đức Phật tới số rồi, mới tới đây nạp mạng. Cho nên khi Đức Phật tới đó, Đức Phật nói là tôi đi khất thực ngang đây, nhưng mà nếu hãy mà Ngài rộng lượng đó, thì cho tôi tá túc một đêm, tức là cho ngủ nhờ đó, ngủ nhờ ông tu viện một đêm. Thì bây giờ ông nghĩ dẫn sát tới đây nộp mạng rồi thôi rồi, rồi biết không, chắc xong rồi. Nhưng mà Đức Phật vẫn thanh thản. Bây giờ nó nói là ở đây tất cả phòng xá đều có người ở hết đó, còn có cái điện thờ rắn này là chưa có ai ở trong đó hết đó. Bây giờ Sa Môn Cù Đàm nếu mà muốn ở có thể tới đó để nghỉ tạm đi thôi. Thì ông nghỉ trong bụng mà để ông này xuống đây con rắn chúa cắn chết rồi, không chỗ này không ai dám vô hết, nhưng mà cho Đức Phật vô đó thì rồi đời rồi. Nhưng mà Đức Phật á, đây là lần đầu tiên Đức Phật dùng thần thông. Thế nên Đức Phật sử dụng thần thông, cho nên Đức Phật có thần thông hơn mọi người, nhưng mà không bao giờ sử dụng. Đây là trên bước đường tu đó. Tức là Đức Phật vẫn sống như một người bình thường. Cái chỗ này đặc biệt của Đức Phật lắm. Cho nên chỗ này ngược trở lại đó, nhiều người không có tài, không có đức, nhưng mà thích đó, người ta tôn xưng mình. Đức Phật nói cái này hại. Cái tài không có, cái đức không có đó, mà cái địa vị có đó, thì cái này chuốc họa vào thân. Tất cả các Phật tử chúng ta nên cân nhắc chỗ này. Ta theo Phật ta học cái này, tức là sợ gì? Mình không đủ tài để làm việc, mình sợ không đủ đức để nhiếp chúng. Chứ mình không sợ người ta không đề cử mình, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, người Phật tử này. Còn chúng ma này thì cứ nghĩ là tôi giỏi, tôi tốt, tôi thế này, tôi thế kia, mà tại sao nó không đề cử tôi? Tại sao nó không cho tôi làm, phải không? Nếu ai mà nghĩ như vậy là không phải Phật tử này. Đó là ma đó. Cứ nghĩ là mình giỏi thôi, nhưng mà thực tế đó mình có giỏi không? Thầy nhớ hồi lúc còn đi học đó, thầy thấy ông Thủ tướng Tanaka, ông nói một câu rất đơn giản nhưng mà rất ý nghĩa. Thầy nói có những người đó, bảo rằng đó, bây giờ ra ứng cử nghị sĩ của Nhật đó, thì tốn tiền nhiều quá, như vậy đó, làm sao người giỏi mà người nghèo làm sao ứng cử được? Ông trả lời một câu đơn giản đó. Nếu họ giỏi, phải không? Nếu họ giỏi đó, thì họ không nghèo. Ta nói cái người mà giỏi thì không làm việc này, ta làm việc kia, thế nào ta cũng làm được việc. Còn bây giờ nó không lo được cho bản thân, không lo được cho gia đình, thì giỏi cái gì? Các vị nghĩ xem cho này. Ta nói có những người cứ nghĩ mình giỏi thôi, nhưng mà giỏi sao lại không lo được cho bản thân, không kiếm tiền nuôi được gia đình mà giỏi cái gì? Không nuôi được bản thân, không nuôi được gia đình, mà đem cả cái đất nước này giao cho họ rồi, họ sẽ làm sao? Đấy, cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy rõ. Vì vậy đó mà người Phật tử nên học theo Đức Phật cho nên. Thì bây giờ đó, lần đầu tiên Đức Phật dùng thần thông làm sao? Đức Phật ôm mình bác vô trong cái đền này đó, để nghỉ. Vô hôm đó là Đức Phật ngồi thiền. Thế nên Đức Phật ngồi thiền rồi đó, thì con rắn hổ mang á, con rắn chúa nó bò ra. Nó bò ra thì Đức Phật á mới quy y cho con rắn này. Thế nên Đức Phật quy y cho con rắn này xong rồi đó, thì Đức Phật á mới dùng thần thông của Ngài đó mà thu con rắn này đó, nó nhỏ lại bỏ vào trong mình bát, đậy nắp lại để đó. Thành ra sáng hôm sau á, thầy trò ông Ca Diếp mới ra để coi á, Đức Phật còn sống không, phải không? Ra nhìn thấy Đức Phật cũng ngồi yên lặng như vậy,
mà mãng xà đâu không còn nữa, phải không? Mãng xà thơ trong này đâu không còn nữa. Thành ra Đức Phật mới nói là, Đức Phật mới nhớ dỡ nắp bình bát ra, thành ra đổ con rắn ra. Đức Phật biểu là thôi, trở vô rừng tu đi. Thì bây giờ con rắn nó hiện nguyên hình lại lớn như cũ, và nó lặng lẽ nó bò vào rừng. Thì ông U Lầu Tần La Ca Diếp mới thấy như vậy đó, mới sụp xuống lại Đức Phật xin làm đệ tử. Và Đức Phật mới nói với tất cả cái ông này mới nói với tất cả đồ chúng ông ta, nói sao chính Đức Phật đó là thánh, chứ lâu nay đó thì các ông nghĩ tôi là thánh, nhưng mà tôi không phải là thánh. Tại trong lòng tôi đó cũng còn tham lam, cũng còn ích kỷ, cho nên vẫn còn si mê. Cho nên có bậc đại thánh tới đây mà tôi không thấy, không nghinh tiếp, mà tôi lại khởi lên cái tâm ác độc. Tức là nhận cái chỗ này rồi lại Đức Phật xin làm đệ tử. Cho nên cái ông này đã làm đệ tử rồi đó, thì hai ông em ông cũng xin làm đệ tử Đức Phật rồi đó, là 1000 đồ chúng này nó cũng cạo bỏ râu tóc hết, bỏ ngoại đạo đi theo Phật làm đệ tử. Cho nên một đêm mà Đức Phật giáo hóa được 1000 đồ chúng ngoại đạo để tu hành. Sáng hôm sau thì cái trường hợp này cả một cái đoàn sa môn đi vào ở trong thành Vương Xá đó. Cho nên mọi người sống khiếp. Trước đây là thấy Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng tu có mình, mà sao lại cái thời gian này không bao lâu mà lại thấy bây giờ người đông quá như vậy đó. Cho nên vua Tần Bà Sa La mới phát tâm đó, mới phát tâm dâng cái thượng quyển của Ngài đó cho Đức Phật làm tinh xá để thuyết pháp giáo hóa. Thì bây giờ đó, ông vua ông giao cái này, cúng cái này cho Đức Phật xong rồi đó, thì Đức Phật quay qua nhìn ông U Lầu Tần La Ca Diếp đó, thôi bây giờ đó mấy thầy đi xuất gia tu rồi đó, thì đi vào đây để quản lý, để xây dựng cái tinh xá ở đó tu học. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, ta nhìn ta thấy rồi. Cho nên nó như vậy đó, thì đa số người ta thấy Phật sao? Ta thấy bề ngoài thôi, thấy một mặt thôi, chứ còn bề trong ta đâu thấy được. Nên chỗ khác đó, Đức Phật cầm một nắm lá, cái nắm lá Simba Đức Phật mới đưa cho đại chúng đó, nó cái gì mà ta biết đó, như là lá trong rừng kia, còn tất cả gì ta nói cho các ông nghe đây đó là như lá trong tay thôi. Tại là cái nào mình học được của Đức Phật đó, thì những cái đó nó không đáng kể. Cái trí tuệ của Đức Phật mình không bao giờ rớ tới nổi chỗ này đâu, nhưng mà mình biết được phần nhỏ thôi. Thế là có người nên ta bảo là ví như chim mà uống nước biển. Trí tuệ của Đức Phật như là đại dương, còn mình là như con chim mà uống bao nhiêu nước. Thế nên nhắm được chút nào thì tốt cho mình chút đó thôi. Thế nên trên bước đường tu nếu quý vị nghiệm đó, cho nên chim mà uống nước á, thì làm sao mà hết được ao nước người ta. Cho nên trong cái bể Phật Pháp mênh mang như vậy đó, do đó mà mình tu, mình tiếp nhận được một pháp môn nào đó để thực tập cho có kết quả đó, thì cái này tốt cho mình rồi. Tức là hiểu được một phần. Do đó mà tới Kinh Pháp Hoa Đức Phật bảo sao? Tất cả các hàng Bồ Tát, các hàng Thinh Văn á, mà tập hợp lại như lúa, mè, tre, lao. Tức là tất cả những cái này là thuộc cái con số nhiều, phải không? Tập hợp hết lại đi, mà bàn tính hết kiếp á, cũng không thể nào biết được cái ngần mé trí tuệ của Đức Phật. Do đó mà Đức Phật á, bảo là có vô số phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Tại nên khi tới chỗ này thì Đức Phật nói cái này, tới chỗ khác là Đức Phật nói cái khác. Gặp chư thiên thì Đức Phật thuyết pháp khác, mà gặp các hàng sa môn thì Đức Phật thuyết pháp khác, mà gặp vua chúa thì Đức Phật thuyết pháp khác. Sao cái mặt nào người ta cũng thấy Đức Phật giỏi hết. Thành ra bây giờ mới bảo là Đức Phật á, mà ở trong hàng sa môn thì đứng đầu hàng sa môn, ở trong cái hàng vua chúa thì đứng đầu hàng vua chúa, ở trong cái hàng chư thiên á, thì đứng đầu hàng chư thiên. Cho nên tới Kinh Di Ma triển khai ra làm sao? Thì lúc bây giờ đó, khi mà Đức Phật nói về cái tịnh độ của các Đức Phật khác ở trong mười phương thì tịnh độ nào cũng tốt hết á. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất thì bảo rằng
cái tịnh độ của chư Phật tốt đẹp như vậy mà sao cái tịnh độ của Đức Phật Thích Ca nó như thế này, đầy hầm hố gai trong hết. Như vậy là Đức Phật Thích Ca không có tịnh độ sao? Thì bây giờ đó, trời đại tự tại mới hiện ra nói với Ngài Xá Lợi Phất. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đây, cho nên chỗ này chỉ có cái trí tuệ mới nhận ra được thôi. Còn con người thường mình làm sao nhận ra được những cái cao siêu đó. Cho nên có cái trí tuệ, mà đây trí tuệ này là tiêu biểu cho Ngài Xá Lợi Phất, bảo là trí tuệ đệ nhất đây. Thì bây giờ đó, Ngài mới thấy được trời đại tự tại. Thì trời đại tự tại mới nói với Ngài Xá Lợi Phất đó, cái tịnh độ của Đức Phật đó, còn đẹp hơn cái cõi trời đại tự tại tôi nhiều. Do đó mà tôi mới tới đây để nghe Pháp, để học Phật. Thành ra các vị thấy, thành ra khi mà trời đại tự tại nói như thế đó, thì Đức Phật lấy ngón chân ấn đất một cái, thì Ngài Xá Lợi Phất mới thấy cái tịnh độ của Đức Phật Thích Ca nó hiện ra. Cái tịnh độ này hiện ra ta gọi là cái gì? Cái thế giới gọi là thường tịch quang tịnh độ, tức là thế giới thật. Thành ra thế giới thật cái này không bao giờ thay đổi. Cho nên trên bước đường tu của mình, mình nhận ra được cái thật và cái giả. Thành ra các pháp sanh diệt và các pháp không sanh diệt. Thành ra các pháp sanh diệt là thuộc vô thường, nó luôn luôn thay đổi. Nay nó thế này, mai thế khác. Con người mình thay đổi, suy nghĩ cũng thay đổi, tâm tưởng cũng thay đổi. Do đó mà mình có tu và có đi lên được. Chứ nếu không thay đổi đó, thì cái trường hợp này vĩnh viễn mình như thế. Nhưng mà mình tu, mình chứng được cái chân thường đó, là cái thế giới thật của mình đó. Cho nên thế giới chân thật của mình đó, thì cái này tuyệt đối không thay đổi nữa. Cho nên ta gọi là thường tịch quang tịnh độ, tức là cái thế giới mà của Đức Phật đó, nó miên diễn như vậy, nó không thay đổi nữa. Đây là chân lý rồi đây. Cho nên tất cả mọi người mình đây, mình tu hành, mình nhắm cái mục tiêu tới đây để mình tới này, tới đạt tới cái chỗ chân lý này, cái chỗ chân thường, cái chỗ không thay đổi, hay cái chỗ tuyệt đối này. Nhưng mà rồi đó, Đức Phật Thích Ca là như thế. Nhưng mà mọi người đó, thì cái khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp rồi chấp vô cái pháp đó tu hành đó, thì cứ nói Đức Phật nói thế này, tới ông kia nói Đức Phật nói thế kia, ông nọ nói khác nữa. Cho nên chỗ này mới nói là câu chuyện gọi là người mù rồi voi, phải không? Tại vì anh chỉ nghe được cái này thôi, cái khác anh đâu nghe đâu. Tại nên những cái mà trời đại tự tại học được với Đức Phật á, để tu hành, để trở về chân thường á, thì cái này đương nhiên là con người mình tuyệt phần, mình đâu tới cái này được. Tại vì mình cứ thấy cái cõi trời đó là như vậy là đẹp nhất rồi. Nhưng mà bây giờ trời đại tự tại bảo rằng á, cái thế giới của tôi nó không bằng cái thế giới của Đức Phật Thích Ca. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, là phần nhiều cố chấp, cho nên nó trở thành phiến diện, rồi nó thường hay tranh cãi nhau, phải không? Vì vậy đó mà nó có những cái người tu hành bây giờ đã thấy cái pháp tứ tánh đế hay quá, bảo là cái thời pháp đầu tiên Đức Phật thuyết ở tại Lộc Uyển. Cho nên bây giờ cái người chấp vô cái pháp này đó, là thường nói cái pháp này là nhất, còn tất cả các cái pháp khác đó là không tốt hết. Thành như vậy đúng không? Đây này, chấp vô cái pháp này, cho nên người ta gọi là chấp pháp tiểu thừa. Chính cái chỗ này Đức Phật có nói thiệt, có dạy cho năm anh em Kiều Trần Như tu hành và đắc thánh quả La Hán này, có thiệt này. Đây là bài pháp đầu tiên. Bài pháp đầu tiên của Đức Phật là ở tại Lộc Uyển là pháp này. Nhưng mà về sau tới Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói thế nào? Vì những người sợ sanh tử. Thành ra những người mà sợ sanh già bệnh chết, mà ta dạy họ cái pháp để chứng Niết Bàn. Năm em Kiều Trần Như này đã sợ sanh già bệnh chết, cho nên lúc bây giờ hạ quyết tâm tu để làm sao mà thoát ly được cái này. Cho nên những người này ta có cái mục tiêu này, cho nên Đức Phật tới dạy họ là dạy cái này thôi. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói thêm cái gì nữa? Ta ví như ông thợ làm đồ gốm, phải không? Một món đất sét thôi, nhưng mà tùy theo cái nhu cầu của
của xã hội mà ta nặng ra mấy món đồ khác nhau hết. Ta nên các vị nghĩ không? Cái đây là do cái trí khôn của cái anh thợ, mà anh theo cái nhu cầu, mình tới mình đặt hàng cái nào anh làm cái đó. Đức Phật ví Ngài như vậy đó. Tại vì năm anh em ông này đó quyết tâm tu hành để thoát ly sanh tử, nhưng mà không tìm cách nào ra được hết. Rồi lúc bây giờ cứ tranh cãi với nhau vô ích, phải không? Cho nên Đức Phật tới nói cái tứ thánh đế này đó là để cho mấy ông này thực tập và đắc được thánh quả, được giải thoát cho này. Nên cái chỗ này là cái chính là Đức Phật dạy từ cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, phải không? Bát thánh đạo phần. Mà chứng được cái bát thánh đạo này đó thì thành một vị thánh, vị A-la-hán. Đây cái pháp này là pháp tu. Nhưng cái pháp tu này đó thì sao? Đầu tiên là mình phải có một cái ý định từ bỏ. Cho nên là tất cả các Phật tử mình đây này, mà ai có một cái ý định từ bỏ cuộc đời này đó, ta nên từ bỏ cuộc đời này thì lúc bây giờ đó chọn cái pháp này để thực tập, để chứng niết bàn chứ, để không khổ. Còn bây giờ đó mà tất cả mọi người chúng ta đây, mỗi một người một hoàn cảnh khác nhau hết đó, mà thực tập pháp này có được không? Tức là không thích hợp. Cho nên cái pháp này người ta ví dụ như là cái trường hợp Ngài Maha Ca Diếp tu đó, tức là chọn cái pháp tu khổ hạnh này để tận diệt cái nguồn gốc của tội lỗi này đó, để được giải thoát, gọi là thoát ly. Thì bây giờ Ngài Maha Ca Diếp chọn cái pháp này tu đó, thì bây giờ có được mấy người theo? Gọi là tu khổ hạnh như vậy đó, thì đương nhiên những người không thích khổ hạnh người ta không theo rồi, phải không? Cho nên những người không thích khổ hạnh mà họ thích cái gì? Họ thích làm giàu, phải không? Tại nên họ thích làm giàu. Họ thích làm giàu, họ thích làm quan. Cho nên làm quan, làm giàu là cái này là mục tiêu của đại đa số. Đại đa số này. Cho nên lúc bây giờ đó là mới có xuất hiện thêm ông Ca Chiên Viên. Tại nên Ngài Ca Chiên Viên là cũng ông thầy tu Phật giáo, nhưng mà ông này thuộc về Chiêm Tinh Gia. Ông này là Chiêm Tinh Gia, cho nên trong Phật giáo lại xuất hiện thêm cái thứ hai nữa. Chứ mà chỉ có cái tu khổ hạnh ôm mình đi khất thực xin ăn mà chờ chết đó, thì cái trường hợp này chắc chắn ít có người theo. Nên xuất hiện thêm cái ông Chiêm Tinh Gia này đó, bảo rằng cái ông này đó là cháu của tiên A Tư Đà, phải không? Mà Tư Đà là cái ông mà nổi tiếng nhất, ông mà đã dự đoán cho Đức Phật thành Phật đó này. Cho nên ông này là cháu của tiên A Tư Đà, cho nên ông này đó rất giỏi về chiêm tinh. Cho nên lúc bây giờ đó có nhiều người người ta tới với Đức Phật đó, nhưng mà quy y với Phật xong rồi ấy, là hay hỏi ông Ca Chiên Viên, theo ông Ca Chiên Viên hỏi, chứ còn ít ai hỏi Phật. Những người mà không phải tìm đường giải thoát thì chỗ này đâu hỏi. Cho nên người ta muốn hỏi ông này là hỏi cái gì? Hỏi dạ bạch thầy, con định mua cái nhà chỗ đó, thầy thấy được không? Con của con nó thương cái anh kia, nhưng mà ta nói tuổi không hợp rồi, có được không thầy? Thế nên Ngài Ca Chiên Viên bấm tay, phải không? Thế nên bấm tay, ông gật đầu nói được, mua đi. Quả tình là ta mua được cái nhà, phải không? Ta được cái nhà này đó, ta nói thầy hay quá, cho nên mới theo Phật. Cho nên tất cả những cái cửa đi vào Phật đó, thì hoàn toàn khác nhau. Nên có người thì ôm chân Phật, phải không? Ôm chân Phật. Thế nên có người mà nghe Đức Phật, cho nên ta ví như là bốc trúng lỗ tai. Thế nên nghe Đức Phật đó. Đây tất cả những cái điều khác nhau hết đó. Đi vào cửa Phật đó, đi bằng nhiều cửa khác nhau hết đó. Chứ không phải đi một cửa. Nhàm chán sanh tử mà muốn đi xuất gia học đạo khác. Mà những người nương theo Phật đó, để phát triển khác. Do đó mà Đức Phật có nhiều pháp môn khác nhau. Cho nên ở đây là đa dạng. Mà mình chọn một cái pháp nào đó thích hợp với mình thì mình cứ theo cái này đó mình đi lên, chứ mình không có chơi mấy cái khác. Tại những cái khác này để cho người khác ta tu chứ, người ta làm. Cho nên Phật giáo nhờ đa dạng, đa phương, cho nên lúc bây giờ đó, nó mới tồn tại phát triển được. Cho nên thầy nhớ nữa,
Cái khi mà mới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước á, thì bảo rằng mình chỉ có một hướng duy nhất thôi. Thế nên có một hướng duy nhất thôi chứ không phải là nhiều. Nhưng mà về sau này đó, khi đổi mới thì mình mới có cái gì? Gọi là đa phương, phải không? Đa phương quá, đa dạng quá, tức là chấp nhận chứ. Thành ra chấp nhận kinh tế 3 thành phần rồi chấp nhận kinh tế 5 thành phần rồi chấp nhận kinh tế 10 thành phần, rồi chấp nhận cái sinh hoạt trong xã hội mình đó, có những cái sai biệt. Mà chính những cái sai biệt này đó, nó mới có một cái là đa phương, tức là nó liên hệ được với tất cả các quốc gia và dân tộc khác trên thế giới này. Chứ còn mình chỉ một cái thì mình làm sao quan hệ người ta được? Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên thế giới nó như vậy. Cho nên cái tầm nhìn của Phật, tức là trí tuệ nó như vậy. Không phải tất cả mọi người đều giống nhau hết, mà đây gọi là lục đạo luân hồi. Ở trong 6 đường sanh tử có trong này hết. Cho nên tất cả mọi người ở trong cái xã hội chúng ta, mỗi một người có một hoàn cảnh. Cho nên phải nương theo cái hoàn cảnh của mình tu. Mà cái mục tiêu chính là gì? Dầu hoàn cảnh nào, thực hành pháp môn nào, cũng phải nhắm vô cái chỗ, cái chỗ giải thoát hết. Thế nên chỗ giải thoát là chính. Cho nên cái bài pháp đầu tiên chúng ta nói cái tứ thánh đế là cái vấn đề đi tu. Cái khi mà đi tu rồi thì sao? Tức là Đức Phật quy định cho chúng ta đó, người tu thì thứ nhất là không giữ tiền, thứ hai là không kinh doanh, thứ ba là không làm quan, phải không? Thứ tư là không sản xuất, tức là không có làm nông. Thế nên tất cả mấy thầy đó là chỉ ôm bát đi khất thực thôi, chỉ được có một việc duy nhất đó thôi. Nhưng mà nếu chỉ làm cái này không thì tồn tại không? Cho nên có thể trong một thời kỳ nào đó tồn tại, có thể trong một quốc độ nào đó tồn tại, nhưng mà toàn cầu thì không được rồi. Cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy vậy nhé. Cho nên cái khi mà Phật giáo phát triển lên á, Phật giáo phát triển lên nó cũng từ cái gốc này. Mà lúc bây giờ đó, mấy thầy có cái tầm nhìn gì? Tức là người mù rời voi thì cái này không được rồi. Nhưng mà bây giờ thì phải có cái nhìn toàn diện. Cho nên khi đổi mới thì chúng ta phải có cái nhìn toàn diện chứ. Thì đầu tiên là tất cả các nước láng giềng của ta đây làm sao? Rồi xa hơn nữa trong năm châu bốn biển thì sao? Thành ra ta muốn quan hệ với họ, ta muốn tự cô lập. Cái này rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà Đại Thừa phát triển, có nghĩa là có cái tầm nhìn toàn diện. Thành ra khi có cái tầm nhìn toàn diện rồi sao? Thành ra đây đó, nó mới có một cái xuất hiện cái cuốn Kinh Di Ma. Báo là Kinh Di Ma Cật đó, là trường hợp này xuất hiện cái bộ kinh này. Thành ra bộ kinh này đó, nó cũng từ cái kinh Nguyên Thủy kia mà phát triển lên, tức là có một cái tầm nhìn mới. Cho nên ta gọi là Phật giáo phát triển. Có một cái tầm nhìn mới, tức là khác hơn để thích hợp với thời đại, phải không? Thành thích hợp với thời đại, thích hợp với hoàn cảnh. Bây giờ nói rõ ra đó, thì ở trong Phật giáo cái tứ thánh đế, mà trong đó có một câu chuyện cũng rất đặc biệt. Báo là Ngài Mục Kiền Liên là cái người mà chấp pháp nặng nề. Cho nên lúc bây giờ nó gặp một cái đám thanh niên á, tới hỏi đạo, thì bây giờ Ngài đem pháp tứ thánh đế ra Ngài giảng cho nó. Nó nghe chán quá, phải không? Cho nên nghe chán quá đấy. Cho nên tụi nó bỏ đi hết. Thì Ngài Di Ma Cật mới xuất hiện ra, bảo ông nói pháp nó không có, không đúng chỗ, không đúng người và không đúng thời, cho nên thất bại. Cái đây là bài học đầu tiên mà chúng ta thấy Phật giáo phát triển. Cho nên lúc bây giờ mới đưa ra cái gì? Tức là đúng thời, tức là đúng lúc, đúng chỗ, và thứ ba là đúng người. Ba cái đúng này nó mới trở thành đúng. Tại vì trước đây là mấy thầy tỳ kheo chán đời, cho nên muốn đi tu, thì ông đem cái pháp chán đời, trốn đời, ông nói đó, thích hợp họ, họ nghe, phải không? Nhưng bây giờ những chàng trai này đó, đầy nhựa sống, và nhìn cái tương lai của họ đó, người thì ước mơ cái này, người ước mơ cái khác. Cho nên ông đem cái pháp này ông dạy là chắc chắn không đúng đối tượng rồi. Cho nên người ta bỏ đi đó. Thì bây giờ đó,
Ngài Di Ma Cật mới kêu cái đám này lại. À, nó cậu thích làm quan hả? Cho nên này, muốn làm quan này phải như thế này nha. Này muốn kinh doanh hả? Kinh doanh thì phải như thế này nha. Thế nên tất cả mọi cái việc á, cho nên lúc bây giờ gọi là đa dạng, phải không? Đa dạng để thích hợp chứ. Cho nên lúc bây giờ Phật giáo Đại Thừa mới phát triển lên, mới phát triển lên mới đặt cái vấn đề này ra. Tức là phải thích hợp với hoàn cảnh. Hoàn cảnh xã hội có một cái yêu cầu nào mình có đáp ứng được á, thì bây giờ xã hội mới chấp nhận mình. Còn cái yêu cầu của xã hội không đáp ứng được á, thì coi như là Phật giáo tự tiêu diệt thôi. Đây là trên bước đường tu phải nhận ra được chỗ này. Cho nên nếu mà ta chấp theo cái pháp kia thì đôi khi người ta nghĩ Phật giáo là yếm thế, phải không? Phật giáo là chán đời, Phật giáo là ăn hại, Phật giáo là vô ích. Thì cái trường hợp này ai dùng ta nữa, làm sao tồn tại? Cho nên Phật giáo Việt Nam mình là tiếp nhận cái tư tưởng mà Nguyên Thủy trước, nhưng mà không phát triển được. Đến khi cái tư tưởng Đại Thừa đưa vô đó, các cái kinh điển Đại Thừa đưa vô đó, thì cái trường hợp các thiền sư Việt Nam mới mới theo cái pháp này mà làm. Cho nên lúc bây giờ nữa mới có cái kết quả. Cho nên kết quả đầu tiên mà chúng ta thấy được đó, là giữa hai anh em của sư Vạn Hạnh, phải không? Cho nên cái ông Lý Khánh Vân là anh, ông này là cố chấp. Cho nên là tất cả mấy tiểu mà đi tu vô đây đó thì bắt cạo đầu, bắt tụng niệm lễ bái, bắt làm tất cả những cái chuyện ở trong chùa thôi. Trong đó nữa, thì có ông theo, nhưng mà có ông thì không theo. Thành ra không, cái ông mà không theo đó, trong đó có ông Lý Công Quẩn, phải không? Thành ông Lý Công Quẩn đó là cái ông này được ông Lý Khánh Vân nuôi ông này một câu từ nhỏ, nhưng mà lấy họ của ông Lý Khánh Vân làm họ Lý, cho nên đặt ông là Lý Công Quẩn. Mà ông Lý Khánh Vân là muốn cho ông này tu, thành ra muốn cho ông này làm sư, nhưng mà ông này là trở thành phá phách. Ông này có một cái nhìn nó khác đi. Bữa nọ ông Vạn Hạnh mới tới thăm ông Khánh Vân á, thì ông Vạn Hạnh á, ông cũng là ông thầy tướng, ông rất là giỏi. Ông nhìn ông thấy ông Lý Công Quẩn, ông này có cái tướng đế vương mà. Ông này có cái tướng đế vương đây, ông này có thể làm được việc lớn đây. Nhưng mà ông Khánh Vân thì nói với ông Vạn Hạnh á, nói ông nhỏ này khó dạy lắm. Ta nói tôi thương nó, muốn cho nó tu, nhưng mà nó ở trong chùa nó phá không à. Thì bây giờ ông Vạn Hạnh mới bảo là thôi, huynh dạy không được, thôi huynh cho tôi, tôi đem về tôi dạy cho. Thế nên ông Vạn Hạnh mới dắt ông Công Quẩn về, phải không? Khi mà dắt ông Công Quẩn về đó, thì cái trường hợp đó ông Vạn Hạnh không dạy kinh kệ, không bắt tụng niệm lễ bái nữa, không làm chuyện này nữa. Nhưng mà ông Vạn Hạnh thì rước thầy dạy võ cho ông này, dạy võ công cho ông này, và tập hợp một số thanh niên ở trong vùng lại đó cùng với Lý Công Quẩn để tập võ công, luyện tập cái này. Thế nên mình thấy cái này rõ. Cho nên phải đúng người, đúng người đúng nhu cầu. Do đó mà cái ông này, ông Lý Công Quẩn này là khổ luyện, tức là ngày đêm khổ luyện. Do đó mà ông trở thành ra một cái người mà võ công đệ nhất trong cái thời đó, tức là rất giỏi, rất giỏi, rất khỏe. Cho nên ông tự cầm đầu cái đám này. Thì khi mà ra thi đó, ông đổ làm quan trước. Tại vì ở trong đó, ở trong triều nhà Lê thử có ai đâu đấu lại ông Quẩn đâu. Cho nên lúc bây giờ vua Lê mới phong cho ông là điện tiền chỉ huy sứ, tức là làm quan đứng đầu triều về võ công. Đây là cái trường hợp Lý Công Quẩn. Cho nên cái này là gì? Tức là áp dụng ông Vạn Hạnh áp dụng theo tinh thần Cư Di Ma. Cái người này có khả năng làm vua làm tướng thì ta chỉ dạy cho nó làm vua làm tướng. Cái nhu cầu của nó thế này. Cho nên bây giờ nó cần cái bát ăn cơm mà mình làm cái bình thì sao nó chịu, phải không? Đem nắng thành cái này không được, nó không dùng. Cho nên biết thì nó quý, mà không biết thì nó vô dụng. Cho nên cái Phật giáo từ Ấn Độ đi khất thực mà qua bên Việt Nam đi khất thực thì khất thực cũng được. Tức là Phật giáo Nguyên Thủy vào trước, nhưng mà không được bằng chứng cụ thể là giữa ông Công Quẩn với ông Khánh Vân với ông Vạn Hạnh.
Tức là hai anh em cùng tu hết nhưng mà hoàn toàn khác nhau đấy. Cái tầm nhìn Sư Vạn Hạnh thì có cái tầm nhìn tổng quát, tầm nhìn tổng quát về xã hội, tầm nhìn tổng quát về con người. Cho nên tùy theo nhu cầu con người mà mình hướng dẫn. Do đó hướng dẫn cho Lý Công Uẩn cho tới sau này mà hướng dẫn cho Lý Công Uẩn lên làm vua rồi đó, giờ đô ra Thăng Long. Cái này là cũng cái tầm nhìn của Sư Vạn Hạnh. Mà chính nhờ cái tầm nhìn này đó mà nó tạo cho Phật giáo mình mới có cái uy thế ở trên đất nước Việt Nam mình. Chứ nếu không có ông Vạn Hạnh này đó, thì không biết là bây giờ Phật giáo mình có còn hay không, phải không? Cho nên đáp ứng được cái nhu cầu của quần chúng, của nhân dân, thì quần chúng mới theo, mới kính trọng. Thì cái này là tới cái kinh Duy Ma, tức là đa phương, đa dạng. Cái nhìn của Đức Phật là tổng quát. Mà bây giờ cái chuyện tu hành của chúng ta đó, chuyên một môn nào và chỉ dạy một môn nào đó, thì cái trường hợp này coi chừng cái nhìn phiến diện và cái việc làm của mình cục bộ đó thì khó tồn tại. Cho nên em mới đưa ra cái kinh Pháp Hoa là cái nhìn toàn diện, tức là nhìn toàn diện hết. Vì vậy đó mà khi có cái nhìn toàn diện á thì ta thấy sao? Bây giờ đó ngồi tu để tụng cái kinh Nguyên Thủy, thực tập thiền quán để lên Niết Bàn, phải không? Thế nên cũng có một số người thực tập cái này và cũng có kết quả đây. Thì còn lại đa số đó thì lúc bây giờ người ta nghĩ cái này khó quá, cái này khó quá, cho nên người ta không thực tập, người ta không theo. Nhất là cái khi mà qua Trung Quốc, qua Việt Nam mình thì trường hợp này đa số người ta không theo. Qua Trung Quốc đầu tiên là người ta nói rằng cái hình ảnh mà nhà sư đi khất thực người ta không chấp nhận. Cho nên phải có cái tinh thần đại thừa, tinh thần đại thừa lên mới có thể tồn tại được. Thì lúc bây giờ đó, cái tinh thần đại thừa thì Bách Trượng Thiền Sư mới bảo rằng chúng ta phải tự làm. Tại Ngài nói rất là rõ, tất cả mấy thầy đi tu nè, mấy thầy còn trẻ nè, mấy thầy còn khỏe nè, người ta ở ngoài đó, một người ta làm, người ta phải nuôi vợ, nuôi con, phải không? Còn mấy thầy nuôi bản thân không mà nuôi không nổi, mà bây giờ còn đòi làm gì nữa? Nuôi sống mình không nổi mà đòi làm Phật, cái chuyện không được. Bây giờ mấy thầy phải tập tự nuôi sống đi. Tập tự nuôi sống được rồi đó, thì bây giờ mấy thầy tập nuôi những người khác. Mình phải bằng người đời, rồi mình phải hơn người đời. Cho nên mới có một cái tư tưởng mới, là cái gì người đời biết mình cũng biết, họ làm được mình làm được. Nhưng mà thêm bước nữa đó, họ không biết mình biết, họ không làm được mình được, thì này mình mà là Phật. Thì cái hướng này tu có khác. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà Bách Trượng Thiền Sư là cái người đầu tiên, khi mà ông già rồi, ông lớn tuổi rồi đó, thì mấy thầy nói là bây giờ thầy lớn rồi, thầy già rồi, thôi giờ thầy đừng lao động nữa, để tụi con làm, thấy không? Được rồi, đem giấu nông cụ ông hết đi. Thì bây giờ đó, bữa đó dọn cơm lên ông không ăn. Ông ăn, ông nói không làm thì không ăn, phải không? Không làm thì không ăn. Mấy ông không cho tôi làm thì tôi cũng không ăn. Không cho làm thì phải không cho ăn. Đây là chủ trương. Cho nên thôi bây giờ mà đem nông cụ trả cho ông á, thì ông ra ông cuốc đất á, rồi vô mới ăn cơm. Không làm thì không ăn. Mà chính cái tư tưởng này á thì mới được người Trung Hoa chấp nhận. Ta đã được người Trung Hoa chấp nhận, ban đầu là tự làm mà ăn á, thì cũng coi như được đi. Nhưng mà tiến thêm bước nữa đó, là làm cho người khác ăn, làm cho nhiều người ăn. Bản thân mình thì dư rồi, nhưng mà cái trường hợp đó phải lo giúp đỡ cho người khác. Có giúp đỡ người khác á, thì bây giờ người khác mới kính trọng mình. Cho nên mình phải có một cái gì cống hiến cho đời, có trí tuệ cống hiến cho đời, thì cái này là tốt nhất. Mà không cống hiến trí tuệ được á, thì mình cống hiến cái sức lao động của mình cho cuộc đời, phải không? Cũng được quý trọng. Còn cái trường hợp đó không có cái cống hiến nào hết mà hưởng thụ á, thì cái trường hợp này đó, người ta xếp mình vô cái thành phần ăn hại, phải không? Cái thành phần ăn hại thì cái này coi như bỏ đi nữa.
Cho nên cái tư tưởng Đại Thừa nó đưa cái này ra. Nhưng mà cái khi cái tư tưởng Đại Thừa đưa ra như vậy đó, thì nó phủ nhận tất cả những cái người tu chán đời không? Tại Hòa Thượng Thiện Hoa khi còn sanh tiền, Hòa Thượng nói như thế này nữa, là cái trường hợp Phật giáo không phải là cái trại mồ côi phải không? Mà bây thầy cứ lựa mấy đứa trẻ mồ côi đem vô đây cạo tóc làm thầy tu hết chứ, nó không được. Hay là Phật giáo không phải là cái nhà dưỡng lão mà bây giờ già rồi mới đi cạo tóc đi tu phải không? Vô làm thầy không được. Tại vì hồi đó thầy ở Ấn Quang là có Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hoa đó, thì cái trường hợp đó là ngài đi tu từ nhỏ. Hòa Thượng Thiện Hoa đó thì bán thế đi xuất gia. Mà Hòa Thượng Thiện Hoa, hai vị này, Hòa Thượng Hoa nhìn về Hòa Thượng Hoa nó có những cái khác như vậy đó. Tại có cái quan niệm đi tu từ nhỏ thì quý, còn có gia đình rồi đi tu thì không quý. Thường có một cái nhìn như vậy. Cái thứ hai đó, là bây giờ đó, Hòa Thượng Thiện Hòa đó, mấy ông công chức mà về hưu đó, là Hòa Thượng cạo đầu cho đi tu làm thầy tu hết. Cho nên đệ tử xuất gia của Hòa Thượng Thiện Hòa đó hầu hết là mấy ông già. Mấy ông công chức về hưu đó, thì đi tu. Nhưng mà thầy hỏi Hòa Thượng Thiện Hòa về cái chuyện này đó, thì Hòa Thượng Thiện Hòa nói là cho người ta tu á, nó vẫn hơn là không cho người ta tu, không cho người ta kết duyên. Cho nên mình mới có thêm cái đó gọi là tu kết duyên. Tu kết duyên già rồi nhưng mà biết phát tâm tu thì chuẩn bị cho đời sau. Cho nên từ chỗ đó nó mà Hòa Thượng mới dạy thầy cái bài sám quy mạng đó, thử thế phước cơ mạng vì các nguyện xương long á. Thôi bây giờ hết rồi, mình gặp Phật pháp muộn rồi, hết đời rồi, cho nên ráng tu để cái phước đặng đời sau tái sanh. Đời sau tái sanh lại nữa, mình cũng đi tu từ nhỏ, mình sẽ làm được việc lớn hơn. Chứ không thể là tất cả mọi người giống nhau được. Thầy đi tu từ nhỏ, vào đạo từ nhỏ thì cái này là cái tốt cho thầy. Nhưng mà rồi những người khác đó, trong cái thời gian nhỏ họ không gặp Phật phải không? Không gặp Phật pháp thì sao? Bây giờ già mới gặp không cho họ tu sao? Cho nên muốn tu cho tu, ai muốn tu cho tu hết. Thành ra bây giờ đó, mình chỉ muốn độ người trẻ mà không độ người già, thì lúc bây giờ đó, người trẻ đâu có tới thì cũng không độ được, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, theo Phật đó, thì gặp người già độ người già, gặp người trẻ độ thêm người trẻ. Nhưng mà phải độ cho đúng. Cho nên đó, từ cái chỗ đó đó mà chúng ta thấy đó, cái người già thì sao? Cho nên lúc bây giờ Đức Phật có đưa ra cái pháp môn tu tịnh độ, phải không? Tại giờ già rồi mới đi tu, thì già rồi mới đi tu thì bây giờ nó làm cái việc của Bồ Tát sao làm nổi? Cái việc Bồ Tát tức là cứu nhân độ thế. Thành ra cứu nhân độ thế. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa đó bảo là muốn cứu nhân độ thế thì ta nhìn các vị Bồ Tát đó. Thành ra Bồ Tát Phổ Hiền là cái người hiện thân để cứu nhân. Mà mình có thấy mình có bằng không? Thần thông tự tại oai đức vô song. Cái này mình có quy không, có đức không? Quy mình không có cho nên không ai sợ mình hết. Đức mình không có cho nên không ai theo hết, phải không? Mà muốn làm cái chuyện của Bồ Tát cái này còn lâu lắm mới làm. Mà nếu không làm được chuyện này đó thì thôi sao tu? Cho nên nó mở cánh cửa khác. Đức Phật mở cái cánh cửa là niệm Phật vãng sanh, tức là Kinh Di Đà đây. Cho nên Đức Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật bảo đó, từ đây hướng đến phương Tây cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, phải không? Giáo chủ cõi này là Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp. Nhân dân ở đây không có khổ não, chỉ hưởng thú vui, cho nên gọi Cực Lạc. Đây các vị thấy. Tức là mở cánh cửa khác. Cho nên cái cánh cửa này đó, thầy nói đây là trại dưỡng lão của Phật giáo này, phải không? Tức là xây một cái dưỡng lão, cho nên những người già ta vô đây ta niệm Phật đến ta vãng sanh chứ, ta có cái hướng ta tu chứ, có cái đường đi, chẳng lẽ không có à? Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa rất thích hợp với pháp môn tịnh độ, và Hòa Thượng dạy người niệm Phật nhiều hơn trong cái chuyện này. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa thì dạy người đi hoằng pháp, Hòa Thượng Thiện Hòa thì dạy người niệm Phật vãng sanh, hai cái này hoàn toàn khác. Nhưng mà cái khi niệm Phật vãng sanh á, tu về Cực Lạc á, thì là lại có người á,
họ nghĩ đi về cực lạc á, chỉ hết tâm mà hướng về cực lạc á, rồi cuộc sống này sao, khi còn sống này sao. Cho nên lúc bây giờ mới có thêm cái kinh Dược Sư, phải không? Cho nên kinh Dược Sư nó mở rộng ra sau cái kinh Di Đà đó, là kinh Dược Sư đây đó. Cho nên kinh Dược Sư đó, nó vừa nói được cái việc còn sống và nói việc sau khi chết, phải không? Cho nên kinh Dược Sư nói về cái việc còn sống đây. Thành còn sống đây đó, thì trước nhất đó, nghèo đói. Tu theo kinh Dược Sư sẽ hết nghèo đói. Đây cái chuyện quan trọng ta thấy này. Bệnh hoạn, tật nguyền, oan ức, tất cả những cái này đó, tu ngay trong cuộc sống này nó hết, sẽ giải được tất cả những cái này. Cho nên kinh Dược Sư đưa ra để giải được cái cuộc sống chúng ta. Cho nên nó áp dụng cái kinh Dược Sư vào trong cuộc sống thực tế chúng ta. Chứ nếu mà chỉ có kinh Di Đà không, tất cả đều hướng về giảng sanh hết, tức là bỏ cái xã hội này, bỏ đất nước, dân tộc này thì khó có người chấp nhận cho chúng ta. Cho nên đối với xã hội này, đối với dân tộc này, đối với đất nước này, chúng ta phải có trách nhiệm, phải giải quyết cái chuyện này. Cho nên có giải quyết được cái vấn đề đời sống không, thì lúc bây giờ nó mới được xã hội quý trọng. Vì vậy đó mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đây, Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta mà được chính quyền họ trọng thị là gì? Cái công tác từ thiện xã hội. Cái công tác từ thiện xã hội của chúng ta đây là công chuyện lớn này. Cho nên ta có đóng góp được một phần cái này ở trong cuộc sống. Cho nên kinh Dược Sư là cái mảng này. Nhưng mà kinh Dược Sư nói về cái cuộc sống trong hiện tại, giải quyết cuộc sống hiện tại nữa, mà cũng giải quyết sau khi chết, nó rộng hơn kinh Di Đà một chút, là quý vị thấy không? Nếu người tu theo kinh Dược Sư đó, là cái khi mạng chung, tức là khi chết đó, mà nhớ tới Nam Mô Dược Sư Phật thì sao? Thì cũng sẽ được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến ao thất bảo. Sanh trong sen báo của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời đời đời hưởng phước. Cái này mở rộng thêm cho người ta cánh cửa nữa đó, là kết hợp giữa cái thập thiện nghiệp đạo kinh của Đức Phật. Trở lại với cái ý tưởng mà Phật giáo Nguyên Thủy có, tức là ngoài cái thế giới cực lạc giảng sanh rồi, còn có mở thêm cái là lên cõi trời đời đời hưởng phước nữa, phải không? Cho nên đây mở rộng thêm cái nữa đó, ai muốn lên trời hưởng phước á thì vẫn tu theo Phật được, chứ không phải bắt buộc đi về Phật hết, phải không? Tại vì có những người nói là về Phật á không có vui, cho nên không muốn, mà muốn lên trời, lên trời mới vui hơn, phải không? Ở đây Phật tử ai muốn lên trời? Ở dưới này thì quá khổ, cho nên gì muốn tránh cái khổ, muốn được vui, cho nên đa số thích lên trời. Thì bây giờ Đức Phật mới đưa thêm cái kinh Dược Sư này nữa. Ai muốn về cực lạc thì về, mà ai muốn lên trời nữa thì lên, phải không? Nếu ai muốn cái nào đó thì các vị Bồ Tát họ dẫn mình đi, họ chỉ lối đưa đường mình đến đó. Đó, cho nên mở thêm một cái cánh cửa mới để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội. Mà có đáp ứng được nhu cầu xã hội thì mới có người tu, và mới có được cái tồn tại của Phật giáo. Còn Phật giáo nếu tự đóng khuôn lại đó, thì nó sẽ bị mất đi. Tại nó thích hợp với người này thì nó không thích hợp với người khác. Nó thích hợp với thời kỳ này thì nó không thích hợp với thời kỳ sau, phải không? Cho nên mỗi thời kỳ nó có khác, mỗi quốc độ nó có khác. Vì vậy đó, mà Phật Pháp muốn tồn tại thì phải ứng vào trong từng quốc độ khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, thì cái chuyện tu hành cũng phải khác nhau, cái yêu cầu của từng người khác nhau, thì pháp môn hành trì cũng phải có khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta tu đó, chúng ta có cái nhìn toàn diện rồi đó, chúng ta thấy cái nào cũng tốt hết, ai cũng là Phật tử hết đó, không? Ai tu về pháp môn niệm Phật cũng tốt, ai tụng kinh Dược Sư cũng tốt, nhưng mà ai tu tứ niệm xứ cái này vẫn tốt chứ. Pháp nào cũng tốt hết đó, nếu an trụ trong giải thoát. Còn ngược trở lại đứng về cái lập trường này mà chê lập trường khác á, thì cái này tự phá hại với nhau và phá hủy Phật Pháp.
Đó thì Thầy nhắc cho tất cả các Phật tử chúng ta tu đó là nên nhớ cái chỗ đó. Mình biết đó, mình là người mù rồi voi, phải không? Thế nên trúng cái chỗ nào đó thì mình ôm cái đó mình tu. Nhưng mà nhớ đừng có chê chỗ khác. Rồi khi nào mình thành Phật rồi nữa, mình có một cái tầm nhìn toàn diện rồi nữa, mình thấy nó hỗ tương cho nhau hết đó, thì như vậy đó là con đường của Phật Pháp. Thì thôi, sao Thầy xin ngừng ở đây.